quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và rạng sáng nay đã diễn ra các trận đấu của vòng 5 V-League mùa giải 2020-2021. Đúng như mong đợi, trận derby vùng Merseyside giữa Everton với Liverpool đã diễn ra hấp dẫn. 4 bàn thắng được ghi trong màn rồi tỷ số kịch tính, có cả bàn thắng muộn bị VAR từ chối, có thẻ đỏ và có cả những pha phạm lỗi không khoan nhượng. Ngày phút thứ 3, Sadio Mane đệm bóng tung lưới Everton đưa Liverpool vào liền dẫn trước. Không lâu sau, Van Dijk đã phải rời sân sớm do chấn thương. Hàng thủ của Liverpool không còn giữ được sự chắc chắn để Everton gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 19. James Rodriguez đã phạt góc để trung vệ Michael Keane đánh đầu cận thành. Sang hiệp 2, Liverpool nâng tỷ số lên 2-1 nhờ pha lập công của Salah phút thứ 72. Chỉ 9 phút sau, và vươn lên ghế đánh đầu gỡ 2-2 cho Everton. Sự hồi hộp chưa dừng lại ở đó, phút thứ 89, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp về Richarlison do pha vào bóng cao chân bằng ngầm giày với Thiago. Rồi đến phút bù giờ, Mane căng ngang để Henderson đem bóng vào ghi bàn. Bằng tỷ số chuyển thành 3-2, các cầu thủ Liverpool ăn mừng đầy cảm xúc, nhưng VAR đã xác định Mane việt vị. Trận đấu tại sân Woody xem mắt khác lại với tỷ số 2 đều. Everton giữ được vị trí số 1 với 13 điểm. Buổi tối thứ 7 hấp dẫn của Ngoại Anh được tiếp tục với trận hòa 3-3 của Chelsea trước Southampton. Timo Werner lập cú đúp với pha lập công của Kai Havertz giúp Chelsea dẫn trước 3-2 tới phút 90+2. Những đội chủ nhà đã bị gỡ hòa 3-3 ở phút bù giờ. Đến rạng sáng nay, sự hiện diện của hai đội bóng thành Manchester trên sân nhà Etihad, Man City giành thắng 1-0 nhờ pha lập công của Sterling ở phút thứ 23 trước Arsenal. Trong khi đó, Manchester United thắng 4-1 ở chuyến làm khách trước Newcastle trong trận đấu mà Luxor đã phản lưới nhà ngay ở phút thứ 2. Harry Maguire gỡ hòa, sau đó Bruno Alves đã hỏng phạt đền nhưng kịp thời sửa sai bằng bàn thắng ở phút thứ 86 trước khi Wan-Bissaka và Rashford ghi hai bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng với tỷ số 4-1.